Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cắt một con cá. Bây giờ các bạn hãy xem mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ gấp chéo tờ giấy này lại. Dùng kéo đấy. Mình đã được một tờ giấy vuông đấy các bạn ạ, hình vuông. Bây giờ mình gấp chéo. Đấy, các bạn nhé. Mình gấp chéo lại. Tiếp đôi lại. Mình đặt từ dưới lại và mình gấp lại. Mình lại gấp nhất nữa này. Đấy. Tiếp tục này, rất như lúc này.
Tuyệt tuyệt vời. Thank you.
gấp xong con cá rồi đấy các bạn ạ. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Yeah.